kiếm tiên ở đây loạn thế cuồng đao ta muốn trở về. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Kỷ nguyên ánh sáng năm 8888. Đông đạo Trân Châu, Bắc Hải Đế Quốc, Phong Ngữ Hành Tỉnh. Vân Mộng Thành, tỉnh lập đệ tam sơ cấp kiếm sĩ học viện. Trời trong gió nhẹ, vạn vật sinh trưởng gió nhẹ phơ phất. Đầu hạ, chính vào Vân Mộng Thành trong vòng một năm nhiệt độ không khí là thoải mái nhất thời tiết màu vàng ánh nắng ấm áp xuyên qua giáo xá pha lê, chiếu vào rộng rãi giáo xá. Năm thứ hai ban chín trên lớp học ngồi ở giáo xá hàng thứ nhất Lâm Bắc Thần, đắm chìm trong cái này mỹ hảo trong ánh nắng. Vị này 14 tuổi thiếu niên, tướng mạo rất tốt, mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tuấn nhã bên trong mang theo anh khí, tóc đen dày đặc, hai gò má đẫy đà, đem hai tay nâng ở trước mắt, hết sức chăm chú tập trung tinh thần mà nhìn xem lòng bàn tay thỉnh thoảng ngón tay xoa động tựa như là trên tay mình mọc ra bông hoa đồng dạng từ trên khóa bắt đầu hắn liền duy trì cái này nhìn tay tư thế cơ hồ không nhúc nhích ngồi ở hàng thứ nhất dễ thấy nhất trên chỗ ngồi còn như thế không có chút che giấu nào quang minh chính đại mà lên lớp không tập trung đơn giản phách lối đây nếu là đổi lại người khác trên bục giảng thâm niên kiếm thuật giáo tập đinh tam thạch một bộ sở trường nhất cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên dạy hắn đối nhân xử thế nhưng nếu là lâm bắc thần không thể tức giận không thể tức giận hắn đầu óc có bệnh ta lại không có bệnh không thể cùng một cái có não tật hoàn khố chấp nhạt dùng tính khí bốc lửa nổi tiếng đệ tam sơ cấp học viện thâm niên giáo tập đinh tam thạch ở trong lòng từng lần từng lần một mà mặc niệm cố gắng để cho mình coi nhẹ cái này toàn thành lớn nhất hoàn khố bại gia tử, tiếp tục lên lớp. Học viên khác nhìn thấy táo bạo giáo tập đinh tam thạch như thế, nén giận dáng vẻ, không khỏi đều buồn cười, muốn cười cũng không dám cười ra tiếng. Chỉ là sư phụ cùng các bạn học không biết là, Lâm Bắc Thần cũng không phải đầu óc có vấn đề tại nhìn tay, mà là tại nhìn điện thoại một bộ ngoại trừ chính lâm bắc thần bên ngoài những người khác tuyệt đối không nhìn thấy smartphone hố cha a à, lúc này lâm bắc thần đang trong lòng gào gào hắn đây là đã tạo cái nhiệt gì a à? chẳng qua là tại trên đường cái kéo lại một cái vượt đèn đỏ hơi kém bị xe tải lớn đâm chết bệnh thần kinh kết quả là bị cái này tự xưng là tử thần ra hòa cưỡng ép lớp bộ này không có nhãn hiệu logo smartphone lại tiếp đó hắn liền linh hồn xuyên qua, đi tới cái này gọi là đông đạo chân châu kỳ quái thế giới. Trở thành Bắc Hải đế quốc 10 đại danh tướng, một trong chiến thiên hầu, lâm cận nam con trai trưởng. Một cái vân mộng thành hạp thành nổi tiếng hoàn khố bại gia tử. Cái này ti tì em tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khoảng cách xuyên qua đã qua ba ngày. Lâm bắc thần vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn muốn muốn trở về mặc dù nhưng thế giới này võ đạo hưng thịnh tràn đầy kỳ tích trong truyền thuyết cường giả cấp cao nhất kiên sơn cản hải phi thiên độn địa không gì làm không được lại đều tuổi thọ kéo dài cùng thần tiên không khác biệt nhưng mà những cái này đều cùng hắn lâm bắc thần không có quan hệ à, trước không nói có hay không tu luyện thiên phú coi như là có thiên phú kiếp trước bất quá là một cái bình thường game thủ chính hắn cũng không cái kia nghị lực kiên trì a à cả ngày khổ cắp cáp mà tu luyện đông luyện ba cửu hạ luyện tam phục còn phải đổ máu chiến đấu cuối cùng sống sót mới có thể trở thành một đời cường già cái này cùng điều hòa không khí wifi mỹ đoàn bilibili so sánh đơn giản kém xa được không thụ ngược đãi cuồng vừa muốn cửu tử nhất sinh mà đi trở thành cường già người bình thường chỉ muốn ở nhà thổi điều hòa không khí đánh trò chơi lột mèo lột cẩu xem phim lột chính mình thuận tiện điểm shipper nhìn quỷ xúc làm cá ướp muối huống chi trên địa cầu còn có cái kia một món lớn ấm áp người nhà cùng bằng hữu a vì lẽ đó đi con mẹ nó xuyên qua lão tử không có thèm lão tử muốn trở lại địa cầu Lâm Bắc Thần kết hợp xuyên qua tiền căn hậu quả càng nghĩ, trở về duy nhất trên lý luận khả năng, có vẻ như ở nơi này cái kỳ quái smartphone bên trên. Nó có thể đem ta đưa đến thế giới này, hẳn là cũng có thể mang về A, cũng có thể A, và URL bằng Windows. Location, href, Windows, puppy giới tác bằng Windows, puppy giới tác, Windows, puppy giới tác, push, zonet, 7254, x. BGSSP 7254U UAL, Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần tại điên cuồng nghiên cứu bộ này smartphone. Cho đến tận này, hắn phát hiện như thế mấy món quái sự. Kiện thứ nhất quái sự, bộ điện thoại di động này có thể thu nhập thể nội. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, điện thoại di động này liền sẽ tự động xuất hiện tại hắn trong tay, không muốn thời điểm, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa cái này rất hoang đường a à. thực tại điện thoại ai sẽ có công năng như vậy kiện thứ hai quái sự liền là trừ mình ra dưới bất kỳ tình huống nào tất cả những người khác đều không nhìn thấy cái điện thoại di động này tồn tại cũng tỉ như bây giờ hắn rõ ràng là tay nâng điện thoại điên cuồng nghiên cứu công năng nhưng mà rơi vào sư phụ cùng các bạn học trong mắt. nhưng là hắn giống như là một cái não tàn một dạng nhìn mình chằm chằm không có vật gì bàn tay đang ngẩn người đây là một bộ ngân sắc vỏ kim loại full screen điện thoại. Trước mắt tình trạng vì lượng điện 21%. Tín hiệu thoạt nhìn như là 4G nhưng chỉ có một ô tiền điện thoại. E -em, em 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 Lâm Bắc Thần thử nghiệm đánh qua 10, 120, 119 cùng 10086 cũng thử đánh qua tất cả có thể thân hữu nhóm số điện thoại kết quả thanh âm nhắc nhở hết thầy vì điện thoại ngài gọi vì không có. Điện thoại trên màn ảnh chính, chỉ có số điện thoại, tin nhắn dương, ứng dụng cửa hàng ba cái ô biểu tượng. Điện thoại không gọi được, vì lẽ đó tin nhắn tự nhiên cũng là phát không được. Lâm Bắc Thần hy vọng duy nhất đều tại ứng dụng cửa hàng bên trong. Nhưng mà hắn không chỉ một ngàn lần địa điểm khai cái này ô biểu tượng, thực tế chỉ có một cái, trong cửa hàng không có hàng bên trong một cái ứng dụng chương trình cũng không có đây con mẹ nó cũng xứng gọi cửa hàng xứng sao lâm bắc thần tức giận muốn muốn ăn cái này rách nát điện thoại di động lúc này đương 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 nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi tiếng chuông vang lên tốt vừa rồi đã vì đại gia phân tích sơ đẳng huyền khí ngưng luyện thuật bản đầy đủ bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau đó tiếp tục lên lớp lão giáo tập đinh tam thạch bưng chén lên uống một hớp nước thấm giọng một cái mọi người đều biết ba ngày sau chính là chúng ta học viện giữa năm tỷ thí lần thi đấu này tầm quan trọng không cần ta nhiều hơn nữa nhấn mạnh a à. tốt sớm báo trước một chút tiết sau khóa ta vì mọi người chuẩn bị một tiết tinh tuyển chương trình học là ta bí kỹ độc môn cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên lão giáo tập đinh tam thạch nói xong ánh mắt lại thấy được lâm bắc thần gặp tên hoàn khố tử đệ này còn là một bộ hồn du thiên ngoại hắn không khỏi thất vọng mà lắc đầu lâm bắc thần tiết khóa kế ngươi phải thật tốt nghe một bộ này cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên thích hợp ngươi nhất dạng này cơ sở kém đệ tử đinh tam thạch nhịn không được cố ý nói thêm một câu nhưng mà lâm bắc thần vẫn là mộc nếu ngốc gà không phản ứng chút nào ai gỗ mục không điêu khắc được lão giáo tập một mặt không nói quay người ra phòng học đối với lão giáo tập oán niệm lâm bắc thần không chút phật lòng hắn với cái thế giới này khuyết thiếu tán đồng cảm giác đối với tại thân phận mới của mình cũng là không có chút nào thay vào cảm giác hắn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ tới là như thế nào trở lại thế giới cũ bên trong đi vì vậy đối với chó má gì giữa năm thi đấu, cái gì tấn thăng cùng tiền đồ, cái gì sơ đẳng huyền khí ngưng luyện thuật, cái gì cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Đều mẹ nó một bên chơi trứng đi thôi. Hắn tiếp tục yên lặng nghiên cứu điện thoại, sách mới kỳ, mỗi ngày ba canh. 8 giờ, 12 giờ, 20 không điểm. Kiếm tiên ở đây loạn thế cuồng đao vân mộng thành lớn nhất tai họa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Đối với Lâm Bắc Thần lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cùng lớp học viên khác, đối với sắp đến niên kỳ cuối cùng thi đấu, có thể thật hưng phấn nhiều. Một đám người liền vô cùng hưng phấn, mồm năm miệng 10 thảo luận đứng lên. Cơ hội thật tốt a, à? các bạn học, lần này ta nhất định phải tại giữa năm thi đấu bên trong xông vào năm nhất 30 vị trí đầu ha ha ta cơ sở kiếm pháp đã luyện đến tầng thứ sáu tam giai võ sĩ ngay trước mắt chỉ cần lại đem đinh giáo tập bí kỹ độc môn cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên dùng hội quán thông một nhất định có thể trổ hết tài năng thành làm đại biểu niên cấp chính tuyển, đại biểu tỉnh chúng ta lập đệ tam sơ cấp học viện tham gia vân mộng thành kiêu dương tranh bá chiến rồi ngây thơ tiến vào kiêu dương tranh bá chiến thì có thể làm gì đúng vậy nha, trước tiên không đề cập tới hội tụ vân mộng thành tất cả cao cấp thiên tài quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện, vẻn vẹn chỉ là thống kê lục đại tỉnh lập sơ cấp học viện. Còn có đủ loại tư thục, giã lộ truyền thừa vừa độ tuổi tuyển thủ, cũng không dưới hơn 500 người, mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài người coi như là cơ sở kiếm thuật chín tầng đại viên mãn, tam giai võ sĩ đỉnh phong, thật tiến vào kiêu dương tranh bá chiến, cũng là đưa đồ ăn, tại những thiên tài kia trước mặt. Người chỉ là một cái đệ đệ, mã thiên quân ngươi mẹ nó miệng thật sự có độc ta hùng tâm tráng trí, cuối cùng bị ngươi ác miệng vô tình đánh nát. Ai, nói đến, chúng ta đệ tam học viện giống như đã liên tiếp 3 năm, tại Vân Mộng Thành kiêu dương tranh bá thi đấu thi dự tuyển liền thất bại rồi đúng vậy à, thật là khiến người ta thương tâm lại tuyệt vọng chiến tích đây này. Cái này tính là gì, chỉ phải suy nghĩ một chút, học viện chúng ta đã liên tiếp 10 năm không có đệ tử thu được cấp tỉnh kiêu dương tranh bá chiến tư cách dự thi sự thật này. Người sẽ càng thêm hết hy vọng nói đến, lớp 1 Ngô Tiếu Phương, năm ban tư Tân Lâm, ban 6 Mộc Tâm Nguyệt, ban 9 Võ tịt, cái này bốn cái, đều danh xưng là chúng ta đệ tam học viện 20 năm vừa gặp thiên tài, có thể bọn hắn có cơ hội. Các học viên nhiệt liệt thảo luận. 12 tuổi các thiếu nam thiếu nữ, top 5 top 3 vây tại một chỗ, cười cười nói nói, làm cho cả học xá bên trong tràn đầy đoàn kết hữu ái, sinh động vui sướng bầu không khí chỉ có lâm bắc thần bên cạnh trong ba mét cũng là trống rỗng một mảnh khu vực chân không không có có bất kỳ người nào nguyện ý tới gần hắn nói chính xác là không dám không có cách nào danh tiếng đã sớm thối đường lớn bị hồn xuyên trước đây thân thể này là bắc hải đế quốc mười đại một trong danh tướng chiến thiên hầu lâm cận nam con trai trưởng chiến thiên hầu lâm cận nam trung niên quá dưới gối có một gái một trai trưởng nữ lâm thính thiện. Nữ hải tử này là một cái yêu nghiệt thiên phú vô song, vân mộng thành bên trong đi ra công việc truyền kỳ. Ba tuổi trở thành nhất cấp võ sĩ. Sáu tuổi thành là cấp ba võ sĩ. Mười tuổi thì đến được mắc cấp tấn nhập võ sư cấp. Năm nay 16 tuổi, đã là Bắc Hải đế quốc hoàng gia chiến tranh học viện năm nhất từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tân sinh từ Lâm Thính Thiện bắt đầu đi học ngày đầu tiên bắt đầu, nhưng phàm là có nàng tham gia tất cả thành, tỉnh, quốc tam đại cấp bậc kiêu dương tranh bá chiến, mỗi lần quán quân nhất định là nàng. Quả thật rực rỡ trói mắt giống như là một vòng từ từ bay lên kiêu dương được xưng là toàn bộ đế quốc đều đang đợi nàng lớn lên, tuyệt thế thiên tài. Mà tiểu nhi tử Lâm Bắc Thần, năm nay 14 tuổi. Cùng tỷ tỷ của hắn so sánh, nhưng chính là khác nhau một trời một vực rồi ham chơi, lười biếng, háo sắc, phách lối, ngang ngược. Bất luận cái gì dùng để hình dung nhị đại hoàn khố từ ngữ, nện ở lâm bắc thần trên thân, một chút cũng sẽ không chịu thiệt hắn. Thảm hại hơn là, lâm bắc thần từ nhỏ đã có não tật. Nói trực tiếp một điểm, chính là bệnh thần kinh, não tàn. Phát bệnh thời điểm, thường xuyên làm một chút không thể tưởng tượng nổi sự tính đổi lại hắn đế quốc của hắn quý tộc thế gia sinh hạ dạng này một cái hết ăn lại nằm phế vật đã sớm loạn côn đánh chết lại tái sinh một cái khai biệt hiệu một lần nữa luyện cấp rồi nhưng hết lần này tới lần khác sát phạt quả đoán một đời anh hào chiến thiên hầu lâm cận nam đối với cái này không chịu thua kém nhi tử lại cưng chiều muốn chết không nỡ đánh cũng không nỡ mắng nâng trong tay sợ té ngậm trong miệng sợ tan rồi muốn ngôi sao không cho mặt trăng muốn mặt trăng không cho thái dương lâm cận nam cơ hồ là đem hết toàn lực thỏa mãn tên phá của này hết thảy hợp lý không yêu cầu hợp lý vì lẽ đó cho dù là lâm bắc thần liên tiếp bị vân mộng thành tỉnh lập thứ nhất thứ hai sơ cấp học viện khai trừ lão hầu ra cũng không cam lòng chửi một câu kéo xuống mặt mo đem hắn đưa vào tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện và URL bằng Windows. Location, href, Windows, puppy giờ tác bằng Windows, puppy giờ tác, Windows, puppy giờ tác, push, zonet, 7254, x, bgssp7254, u, URL. Một năm trước, Bắc Hải đế quốc cùng cực quang đế quốc phát sinh chiến tranh biên giới, chiến thiên hầu, lâm cận nam xuất quân lao tới biên cảnh lâm thính thiện cũng từ vân mộng thành quốc lập hoàng gia trung cấp học viện tốt nghiệp đi tới hoàng gia cao cấp chiến tranh học viện đào tạo sâu thế là không có ai quản thúc lâm bắc thần lập tức liền giống như là thoát cương chó hoang đồng dạng triệt để thả bản thân rồi không đến thời gian một năm lớn như vậy chiến thiên hầu phủ liền bị hắn bại cái bảy tám phần không sai biệt lắm chỉ còn lại có một ngôi nhà trống đừng nói là đệ tam sơ cấp học viện, liền toàn bộ vân mộng thành, đều bị hắn quấy đến gà bay chó chạy. Khoa trương một điểm nói, đi đến vân mộng thành bên trong bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hô to một tiếng, lâm bắc thần tới. Trong nháy mắt thì có thể làm cho một cái nguyên bản rộn ràng đường đi siêu 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 trở nên sạch sẽ, một người không dư thừa. Thế là người tiễn đưa ngoại hiệu tịnh nhai hổ. Đây chính là lâm bắc thần sau khi chuyển kiếp thân phận toàn lớp đệ tử không bàn nam nữ không có một cái nào là không bị lâm bắc thần trêu cợt qua khi dễ qua dạng này một cái tai họa ai dám tới gần hắn tất cả đồng học đều giống như trốn tránh ôn dịch một dạng trốn tránh hắn bất quá đối với cục diện như vậy lâm bắc thần ngược lại là vui được tự tại không có bằng hữu tốt cùng thế giới này người tiếp xúc càng ít bại lộ thân phận tỷ lệ liền sẽ càng nhỏ hơn hồn xuyên mà tới đây ba ngày, Lâm Bắc Thần đã đại khái nắm giữ một chút liên quan tới thế giới này cơ sở thông tin. Tỉ như, thế giới này, chẳng những có rất nhiều nắm giữ đại thần thông cường giả, cứ nghe còn có không gì không thể thần linh tồn tại, một khi linh hồn mình, tu hú chiếm tổ chim khách, sự tình bại lộ. Hạ tràng chỉ có một cái, sẽ bị chụp cái trước, tà thần, tội danh, kéo đến trong thành, kiếm chi chủ quân thần điện, dùng thiêu chết tịnh hóa thông tục mà nói chính là thiêu chết. Vì lẽ đó, hay là cẩn thận một chút tốt. Một khắc đồng hồ sau đó, đương đương đương, tiếng chuông vang lên, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi kết thúc. Một lần nữa lên lớp, lão giáo tập đinh tam thạch tiến vào giáo xá, đi lên bục giảng. Tiếp tục lên lớp. Các bạn học bên trên một tiết khóa đã nói qua, tiếp xuống ta tới truyền thụ cho các ngươi, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, cường điệu một lần nữa, cái này ba kích liên tục. Mặc dù vẫn là cơ sở kiếm thuật phạm vi, nhưng là bản giáo tập một mình sáng tạo bí thuật, là cơ sở kiếm thuật đỉnh phong kỹ năng, động tay nhanh, uy lực lớn, có thể tốc thành hơn nữa một khi có thể hoàn toàn dung hội quán thông tam giai võ sĩ bên trong đánh đâu thắng đó có thể giúp các ngươi tại thi đấu bên trong lấy thật tốt thành tích để thăng tỷ lệ hợp lệ tất cả đệ tử đều tại nghiêm túc nghe rằng, chỉ có ngồi ở hàng thứ nhất ở giữa nhất lâm bắc thần hào không ngoài suy đoán không có nghe khóa hắn vẫn tại điên cuồng nghiên cứu điện thoại nhưng mà khổ cực chính là, lại một tiết khóa xuống, hắn chẳng những không có nghiên cứu ra được cái gì chức năng mới, tìm đến trở về manh mối. Ngược lại là điện thoại di động lượng điện từ 21% hạ xuống tới 19%, ở vào màu vàng lượng điện cảnh cáo tình trạng. Lượng điện báo nguy, Lâm Bắc Thần đơn giản có một loại BHsky husky cảm giác. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ kiếm tiền ở đây loạn thế cuồng đao thiếu ra việc lớn không tốt nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tiếp tục như vậy điện thoại sớm muộn phải hết điện tắt máy trở lại trở lại địa cầu con đường chẳng phải là muốn đoạn tuyệt hắn lộ ra lo lắng thời gian trôi qua một tiết khóa thời gian rất nhanh thì đến hồi cuối tiếng chuông tan học vang lên kiếm tiên ở đây loạn thế cuồng đau giáo tập ta muốn tu luyện nghe chọn bộ tại mê truyện audio com trực tiếp nhất ví dụ gần ngay trước mắt lần này hồn xuyên một nửa nguyên nhân chính là lâm đại tiểu thư kiệt tác ba ngày trước nghe bại gia đệ đệ loang lổ việc xấu lâm đại tiểu thư chuyên môn từ đế đô hoàng ra chiến tranh học viện đuổi trở về đem tiền thân dán tại trên xà nhà một trận đánh không cẩn thận liền đánh thành bị thương nặng liền đau nhức mang dọa chết thẳng cẳng dù là về sau thỉnh thần điện tế sư chữa khỏi huyết nhục thương nhưng linh hồn cũng là không cứu về được rồi vì lẽ đó bị trên địa cầu lâm bắc thần chiếm cứ cơ thể có cái này kẻ hung hãn tại vân mộng thành bên trong như cũ không người nào dám trêu chọc hắn lâm bắc thần vương quản gia phảng phất là mới nhớ ra cái gì đó do do dự dự mà nói cái kia quên nói cho thiếu gia buổi chiều giờ thân nhận được tin tức đại tiểu thư tại trở về hoàng gia chiến tranh học viện trên đường tao ngộ đại đội hung thú tập kích tung tích không rõ giữ nhiều lành ít cáp lâm bắc thần biểu lộ ngốc trệ một chút còn có a à, thiếu gia tin tức đã truyền đến toàn thành rồi vừa rồi ta tới thông chi ngươi thời điểm mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều cừu nhân của ngươi sách kiếm dơ đao hướng về đệ tam học viện tới rồi chắn ở cửa trường học nói chỉ cần ngươi dám từ cửa học viện đi ra ngoài, liền muốn chém chết ngươi, Vương quản gia lại bổ sung một câu. Lâm Bắc Thần khóe miệng co quắp một cái, tiếp xuống, nhường toàn lớp đệ tử đều trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra, đồng dạng là tại sáng rỡ đầu hạ trong ánh mặt trời, Lâm Bắc Thần một cước đá văng ôm bắp đùi mình Vương quản gia rất nghiêm túc sửa sang lại một cái chính mình đồng phục, lại không hoảng không loạn mà vuốt vuốt chính mình phát hình, vuốt vuốt chính mình cứng ngắc gạt ra vui cười, đi ra chỗ ngồi. Đi tới lão giáo tập đinh tam thạch trước mặt, cung cung kính kính cúi người chào. Giáo tập ta muốn tu luyện, cái kia tràn đầy ngây thơ thuần lương ánh mát. Cái kia tràn ngập khát vọng biểu lộ. Lúc này lâm bắc thần, thành tín phẳng phất là một cái say mê tại tu luyện học bá giáo tập đinh tam thạch ngây dại. Trên đời còn có người vô liêm sỉ như thế. Là ai vừa rồi dõng dạc nói, coi như là chết đói, chết bên ngoài, cũng không khả năng tu luyện tới. Còn có thể càng không biết xấu hổ sao. Lúc này, giáo xá bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn thanh âm. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được có đệ tử đang lớn tiếng mà hô chiến thiên hầu phủ bị niêm phong rồi, thằng cờ hó lâm bắc thần không có có núi dựa, đại gia có oán báo oán, có cửu báo cửu A, à, lúc này không báo, chờ đến khi nào. Tiếp đó một loạt tiếng bước chân, giống như nước thủy triều, liền hướng về năm thứ hai ban chín giáo xá phương hướng vọt tới. Lâm bắc thần một cái giật mình. Đây con mẹ nó, không thể nào, bỏ đá xuống giếng tới nhanh như vậy sao? giáo tập đinh tam thạch cũng biến sắc liền xông ra ngoài, chuẩn bị đem nhóm tụ đến các học viên ngăn trở. Dù sao lâm bắc thần ngày bình thường kéo quá nhiều thù hận, nếu như không có người ngăn cản một cái, hắn tuyệt đối có khả năng bị quần tình kích phấn các học viên, chắn trong phòng học đánh chết tươi. Rất nhanh, bên ngoài đi ra đinh tam thạch tiếng hô to. Nhưng mà tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng các học viên tiếng gầm gừ phẫn nộ nhấp nhô giống như càng đốt càng cao liệt diễm lâm bắc thần lăn ra đến vọt vào đánh chết hắn lâm bắc thần ngươi muốn vì ngươi trước kia việc ác trả giá đát cha ngươi lâm cận nam phạm phải tội lớn ngập trời trải qua còn dám chạy tội các ngươi lâm ra là đế quốc tội nhân đinh giáo tập, ngươi đừng cản chúng ta, không phải vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi cũng không khách khí, đem cái kia hoàn khố rác rưởi đẩy ra ngoài, thiêu chết hắn. Quần tình xúc động, dường như nước vỡ đê đồng dạng, cục diện dần dần mất khống chế, mắt thấy ngoài phòng học mặt lão giáo tập đinh tam thạch, đã nhanh muốn xem không được tức giận đệ tử. Trong phòng học, vương quản gia run lẩy bẩy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trong mắt xoay tít loạn chuyển, trong lòng cân nhắc, một phần vạn thật sự cục diện mất khống chế. Có phải hay không trước tiên đem cái này kẻ cầm đầu đầy đi ra lắng lại đám người lửa giận, dù sao cũng là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Kết quả Lâm Bắc Thần lại là mình, trước tiên chủ động hướng giáo xá đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Vương quản gia. Và URL bằng Windows. Location, herep Window, Puppy giới tác bằng Window, Puppy giới tác, Window, Puppy giới tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, UAL, bốn đạo mắt đối mắt. Hai người ở trong lòng, không hẹn mà cùng ở trong lòng mắng đối phương một câu, ngu xuẩn. Cái này não tàn, chủ động ra đi chịu chết, lại mắc bệnh, vương quản gia là nghĩ như vậy cái này ngốc nghếch còn không đi ra bên ngoài, nếu như bị ngăn ở giáo xá bên trong, đóng cửa đánh chó, trốn đều không cách nào trốn, Lâm Bắc Thần là nghĩ như vậy. Hắn đi tới ngoài phòng học mặt, đen nghịt mà chặn lại một đám người. Từng cái nhìn xem Lâm Bắc Thần ánh mắt, phảng phất là đang phun hòa mãnh liệt tức giận đám người ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt sau đó trong nháy mắt liền có bộc phát khuynh hướng từng cái đệ tử đỏ hồng mắt phẳng phất là thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng cắn răng nghiến lợi hướng về lâm bắc thần điên cuồng xông lại lão giáo tập đinh tam thạch ngăn cản như cự tượng đối mặt hành quân kiến tái nhợt vô lực không hề có tác dụng mắt thấy lâm bắc thần đầu liền muốn nở hoa lúc này một cái thanh âm không linh trong đám người vang lên chờ một chút trong nháy mắt phẳng phất là làm ma pháp đồng dạng đám người chợt dừng lại yên tĩnh trở lại mấy người kia liền muốn hô tại lâm bắc thần trên mặt nồi đất lớn nắm đấm cũng đều dừng lại đại gia nghe ta nói vài câu một người mặc lấy thanh sắc học viện kiếm sĩ phục thiếu nữ đi ra nàng giống như là thánh chỉ tất cả đệ tử cho dù là tức giận nữa lại đều đồng loạt ngoan ngoãn lui ra tránh ra một mảnh đất trống lâm bắc thần ánh mắt tự nhiên là rơi vào cái này cái trên người của thiếu nữ trong đầu của hắn xuất hiện một chữ đúng là mẹ nó đẹp một cái đẹp có chút không quá chân thực thiếu nữ thông thường thanh sắc chế thức kiếm sĩ bào, tại trên người nàng, lại xuyên ra vân mộng thành làm quý đứng đầu thời thượng trang phục hiệu quả, nàng giống như là hành tẩu ở nhân gian công chúa. Toàn thân phảng phất là phát tán hào quang, khiến cho trời chiều bên trong đứng yên lâm bắc thần, có một loại không nhịn được muốn giơ tay lên tại lông mày phía trước làm bảo hộ mắt hình dáng xúc động. Đại mi như vẽ, già như mỡ đông hiên ngang ghim lên đuôi ngựa bằng thêm mấy phần bình thường nữ tử hiếm có anh khí quả thực là đẹp phạm tội a à, lâm bắc thần nhịn không được khen ngợi một câu tiếp đó hắn liền một hồi đau lòng tâm rất đau rất đau bởi vì một đoạn ký ức như hồng thủy chợt bộc phát bành trướng tại trong đầu của hắn cái này kinh động như gặp thiên nhân thiếu nữ xinh đẹp, tên là Mộc Tâm Nguyệt, tỉnh lập đệ tam học viện, Mỹ nhân bảng, xếp hạng thứ nhất, thiên phú bảng, xếp hạng thứ hai. Trong cả học viện có được to lớn nhân khí, được xưng là, bình dân công chúa, vô số tuổi trẻ học viên tình nhân trong mộng. Ảnh hưởng lực, thậm chí là đột phá học viện, phóng xạ toàn bộ vân mộng thành. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác. Tiền thân bạn gái cũ nếu như nói được xưng là vân mộng thành họa hại tiền thân, đã từng thực tình che chở qua một người, vậy người này, chắc chắn chính là, bình dân công chúa, Mộc Tâm Nguyệt. Trong thời gian một năm, tiền thân vì lấy lòng cô gái này, làm vô số chuyện sai, đắc tội vô số người, tốn vô số tiền, trong mắt người khác những cái kia hoang đường. Ly Kỳ cùng ngu xuẩn bại ra tử não tàn hành động, có chín thành chín, đều là hắn yên lặng vì nữ hài tử này làm, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Kiếm tiên ở đây loạn thế cuồng đao xinh đẹp bạn gái có ích lợi gì? Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com chính hắn mang tiếng xấu từ không biện dài ngắn ngủi thời gian một năm tiền thân cơ hồ móc rỗng toàn bộ chiến thiên hầu phủ tài phú hối đoái thành đủ loại tài nguyên tu luyện dùng tại mộc tâm nguyệt trên thân đem cái này đã từng rất thông thường thiếu nữ nâng thành vạn chúng chú mục bình dân công chúa nhưng ở ba ngày trước đó, chính là cái này nữ hài, lại tại yêu cầu một bình giá trị 500 kim tệ, bồi huyền dược tề, sau khi thất bại, dùng lâm bắc thần, danh tiếng quá thúi, vì lý do. Kiên quyết lựa chọn chia tay. Chuyện này, đối với tiền thân đà kích, thật sự là quá mức to lớn. Thế cho nên lúc này Lâm Bắc Thần, khi nhìn đến Mộc Tâm Nguyệt sau đó, chỗ sâu trong óc chưa từng dung hợp ký ức, chợt cuồn cuộn gào thét mà ra, bi thương nghịch lưu thành hạc, cơ hồ đem hắn nhấn chìm. Ai, không nghĩ tới, chúng ta lại lần gặp gỡ, lại là loại tình huống này, Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi. Cái này tham thảm một hơi, hơi kém đem chung quanh rất nhiều nam học viên tâm đều thán nát nữ hơi thở dài của thần a rất nhiều nam học viên si ngốc nhìn xem nàng trong mắt đều là si cuồng cùng mê luyến cha ngươi lâm cận nam đã từng là vân mộng thành kiêu ngạo là đế quốc anh hùng nhưng hắn phạm sai lầm hại chết nhiều như vậy người vô tội binh sĩ từ anh hùng biến thành tội nhân từ đây ngươi cùng lâm thính thiện, đều sẽ sống ở sâu đậm tội nghiệt bên trong, vĩnh thế khó mà tẩy thoát, mộc tâm nguyệt nhìn xem lâm bắc thần, dùng một loại vô cùng tiếc hận giọng điệu, nói ra. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vậy liền đối với ngươi bỏ đá xuống giếng, dù sao ngươi từng từng trợ giúp ta, hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần. Nói đến đây, nàng xem thấy chung quanh đệ tử, ôn nhu nói chư vị đồng học, hy vọng đại gia hôm nay không nên làm khó Lâm bác Thần, dù sao hắn đối với ta có ân, ta không thể tri ân không báo, coi như ta thiếu nợ đại gia một cái nhân tình. Về sau cần ta Mộc Tâm Nguyệt hỗ trợ địa phương, có thể nói. Dĩ nhiên, qua hôm nay, vô luận đại gia muốn thế nào, ta cũng sẽ không xen vào nữa, a, à, Mộc nữ thần khách khí tâm nguyệt nữ thần ngươi chính là quá thiện lương, loại này ác nhân, lấy trước kia bộ dáng dây dưa ngươi, ngươi còn giúp hắn, tất cả mọi người giải tán đi. Ai không cho tâm nguyệt nữ thần mặt mũi, chính là không nể mặt ta, tốt, đêm nay buông tha hắn, sáng sớm ngày mai, chúng ta thu dọn lâm bắc thần cái này tiểu. Bức thằng nhãi con, vô số nam học viên, mang theo mê luyến cùng lấy lòng cười, cẩn thận mỗi bước đi rời đi tán đi một bên lão giáo tập đinh tam thạch nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn muốn dùng đầu đập tường. Chính mình thân là một cái tư lịch giáo tập 15 năm dạy học đúc thành sư phụ uy vọng vừa rồi khàn cả giọng ngăn đón đều không ngừng các học viên. Bị một cái mười mấy tuổi nha đầu một mảnh nhẹ nhàng mấy câu càng là hời hợt hóa giải. Quá mất mặt, hắn hứng thú tiêu điều nhìn thoáng qua trong trầm mặc lâm bắc thần, dò ý, lắc đầu, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần, ngươi không cần cảm ơn ta, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, ta cho ngươi một cái lời khuyên, làm một cái bình thường người tầm thường đi, quên giữa chúng ta hết thảy. Quản tốt miệng của mình, quên trước kia quý tộc sinh hoạt. Cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ là một loại may mắn. Mộc Tâm Nguyệt để lại một câu nói, bím tóc đuôi ngựa tiêu sái hất lên, quay người rời đi lâm bắc thần nhìn xem bạn gái cũ bóng lưng đột nhiên liền nở nụ cười cao đoạn này vị đúng là mẹ nó cao hai ba câu nói liền triệt triệt để để cùng tiền thân bỏ qua một bên quan hệ thu được một cái có ơn tất báo thanh danh tốt hơn nữa biểu đạt rất rõ ràng qua hôm nay các học viên còn muốn như thế nào đối phó lâm bắc thần nàng sẽ lại không quản tiền thân móc tim móc phổi thân bại danh liệt trả giá, đổi lấy vẻn vẹn chỉ là hôm nay miễn phải bị đánh. Đây là gặp phải cao đẳng cấp trà xanh biểu rồi à. Lâm Bắc Thần cảm khái một phen, tiếp đó tại 0,01 giây, liền đem chuyện này, ném sau đầu. Một chút đều không thương tâm được không? Xinh đẹp bạn gái có ích lợi gì? Có thể ăn có thể uống sao? Không thể. Vậy thì Lan, hắn đầy trong đầu nghĩ tới, đều là như thế nào trở lại địa cầu. Cũng không biết suy nghĩ thời gian bao lâu, không đúng, bây giờ quan trọng nhất là. Trường học quá nguy hiểm, ngày mai còn rất nhiều người muốn đánh ta, ta phải đào tẩu, lâm bắc thần bỗng nhiên một cái giật mình, phản ứng lại, tự nhủ. Và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác. Opus Zonet 7254 x BGSSP 7254 U URL Lúc này, vương quản gia giống như quỷ xuất hiện. Hắn lại gần, sâu kín nói. Thiếu gia, ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi, bên ngoài nguy hiểm hơn, không tin ngươi nhìn, lâm bắc thần cứng đờ vạn vẹo cổ, xa xa hướng về cửa trường phương hướng nhìn lại. Thấy được, một mảnh đao quang kiếm ảnh, hàn mang lập lòe, tỉnh lập đệ tam sơ cấp kiếm sĩ học viện cửa chính, vẫn là người đông nghìn nghịt, đao quang kiếm ảnh, dày đặc khí lạnh. Lâm bắc thần ngươi cái tiểu tạp chủng, cút ra đây cho lão tử ta trương chấn mi coi như là chắn cửa trường 10 năm, cũng phải chặn lại ngươi lâm bắc thần, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Lâm bắc thần, còn nhớ rõ ta hướng khôn sao? Lăn ra đến nhận lấy cái chết, có gan ngươi đi ra, ngươi cái này hoàn khố bại gia tử nhiều loại khiêu khích giận tiếng la bên tai không dứt hung thần ác sát các loại người đem tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện cửa trước cửa sau cửa hông toàn bộ đều chặn lại cực kỳ chặt chẽ đừng nói là một con chim liền một con ruồi đều không bay ra được dọa đến lâm mỗi người cùng lão quản gia lập tức hướng về sân trường chỗ sâu phi nước đại sân trường chỗ sâu giáo xá cửa ra vào lâm bắc thần ngồi xổm ở trên bậc thang một mặt khổ bức bên cạnh ngồi xổm đồng dạng một mặt khổ bức vương quản gia thiếu gia người đang suy nghĩ gì lan thiếu gia không hổ là thiếu gia có được giãn được cơ chí ép một cái tại chỗ hướng lão kia giáo tập chịu thua thành công lưu tại trong trường học liền cái kia mộc tâm nguyệt cũng thèm nhỏ dãi thiếu gia sắc đẹp vì thiếu gia nói chuyện phía ngoài những cừu nhân kia, không dám tiến vào học viện, tối nay là tuyệt đối bắt người không có cách nào, ngậm miệng. Nhưng là thiếu gia, người phải có chuẩn bị tâm lý, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Thiếu gia, thật sự, ta có một cái dự cảm xấu, đợi đến tin tức truyền ra, ngày mai lúc đi học, có thể sẽ có rất nhiều ngươi trước đó từng đắc tội đệ tử, muốn chặn lấy giáo xá cửa xếp hàng đánh ngươi. Người mẹ nó không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm lâm bắc thần không thể nhịn được nữa đứng lên đạp cái này hèn mọn lão đầu một cước lần này không phải là vì duy trì thiết lập nhân vật thuần túy chính là muốn đạp ai ta có thể quá khó khăn lâm bắc thần đạp xong than thở một câu hắn muốn trở về địa cầu nhưng đi về trước đó ít nhất đến sống sót trước tin tức tốt duy nhất là bắc hải đế quốc cực kỳ coi trọng hậu bị nhân tài dạy bảo vì lẽ đó tự khai quốc hoàng đế đến nay ngay tại phương diện pháp luật quy định nghiêm khắc vì bảo hộ sân trường tinh khiết tính chất các đại quốc lập tỉnh lập trong học viện tuyệt không cho phép bất luận cái gì giáo tập cùng đệ tử người bên ngoài ở trong sân trường xâm nhập nháo sự bằng không nghiêm trị không tha nói một cách khác chỉ cần ở trong sân trường lâm bắc thần chính là an toàn một khi đi ra sân trường vậy coi như thật là sinh tử khó liệu rồi vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ